Con báo này nó đã chén nai mẹ và trước khi chén nó đã hứa với nai mẹ là sẽ chăm sóc nai con đến khi trưởng thành. Nó xem nai con như là con ruột của mình, bảo vệ nai con trước mọi tình huống nguy hiểm, nhất là linh cầu. Cho đến một ngày nọ thì linh cầu xuất hiện và muốn chén nai con, để bảo vệ nai con báo đã nhanh chóng ngậm nai con và tha lên một cành cây cao cho an toàn. Thế là linh cầu không làm gì được, nhưng báo tính thì không bằng trời tính. Trong quá trình tha lên cây báo đã ngậm quá lâu làm nai con đang xuất từ lúc nào không biết, ủa vậy là bảo vệ giữ chưa